trong văn hóa của phương Tây, trâu là tượng trưng cho sức mạnh và tài lộc. Còn trong văn hóa phương Đông, trâu lại gắn liền với hình ảnh chăm chỉ, cần cù. Đây là một chú trâu anh em làm bằng đá thanh nguyên khối. Hôm nay thứ hai đầu tuần, anh em review, giới thiệu cho các bạn con trâu là đầu cơ nghiệp, con trâu đá phong thủy, để một tuần mới chúng ta làm việc cần cù chăm chỉ như trâu, khỏe như trâu các bạn ạ. Toàn thấy đây là chú trâu bằng đá phong thủy anh em chế tác nguyên khối nha. Dưới có ba lớp đồng tiền các bạn này, dưới có ba lớp đồng tiền này, đây có những thỏi vàng xung quanh này, anh em mà chế tác ra từ những cục đá thành nguyên khối bằng những cuội các bạn này. Đây là đá thô nguyên khối các bạn này, đây các bạn nhìn thấy, và anh em đục đẽo chế tác ra, không phải bột đá bột ép gì đâu các bạn, tự nhiên. Chơi trâu đá phong thủy vừa có năng lượng từ đá, lại vừa mang ý nghĩa về phương Đông phương Tây đều có nghĩa hết các bạn. Một chú trâu đá phong thủy rất nặng, các bạn có thể để ngay phòng khách để chiêu tài lộc, mang may mắn cho gia chủ. Đá phong thủy thạch anh tự nhiên nhé, đây là đá thạch anh tự nhiên, không qua xử lý nhé. Đây các bạn nhìn thấy, còn những vết như này, đây, sờ vào rất là mát các bạn, nhám mát, làm khá tỉ mỉ. Do đá phong thủy đá thạch anh nha, cấu tạo là SiO2, nó có tính áp điện, không như loại đá khác. Dạng đá băng quý, các bạn có thể để cho con cháu đời sau, không bao giờ hỏng, không bao giờ lỗi thời. Ai tuổi trâu hay là các bạn không tuổi trâu nhưng cũng có thể chơi đi trâu đá phong thủy các bạn. Thế tự nhiên độc nhất vô nhị, do thế dựa theo thế đá tự nhiên anh em đúc đẽo ra các bạn. Một tuần mới đầy năng lượng với một chú trâu đá phong thủy anh em ở sàn